Chào bà con đến với tin giá heo ba miền đây chỉ là bản tin mang tính chất tham khảo giá cao thấp tùy từng vùng thời điểm mà có giá khác nhau. Kính chúc bà con thật nhiều sức khỏe luôn trúng mùa được giá. Cảm ơn quý bà con đã xem video. Quý bà con đừng quên nhấn vào đăng ký kênh và biểu tượng quả chuông phía dưới góc phải của video để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Giá heo hơi ngày 1 tháng 3 năm 2024 tại miền Bắc đi ngang, trong khi miền Trung và miền Nam giảm nhẹ so với hôm qua. Hiện giá heo hơi được thu mua trong khoảng 54.000, 57.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc. Cụ thể, tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Bình đạt mức giá 57.000 đồng 1 kg. Còn tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định đang được thương lái thu mua với thấp hơn 56.000 đồng 1 kg. Như vậy Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc đang dao động trong khoảng từ 56.000, 57.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi tại miền Trung, Tây Nguyên. Cụ thể, tại tỉnh Lâm Đồng giá heo hôm nay giảm nhẹ 1.000 đồng 1 kg xuống mức 56.000 đồng 1 kg. Các địa phương còn lại không thay đổi so với hôm qua. Tỉnh Bình Thuận ở mức giá cao nhất toàn miền 57.000 đồng 1 kg. Trong khi đó, tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đắk Lắc, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận đạt mức 55.000 và 56.000 đồng 1 kg. Còn tỉnh Quảng Bình giá heo được thu mua với mức 54.000 đồng 1 kg. Như vậy, giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên đang giao động trong khoảng từ 54.000, 57.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi tại miền Nam. Cụ thể, tỉnh Bình Dương, Tiền Giang giá heo hôm nay đồng loạt giảm 1.000 đồng 1 kg xuống mức 55.000 đồng 1 kg. Tương tự, tỉnh Kiên Giang cũng giảm 1.000 đồng 1 kg xuống 54.000 đồng 1 kg. Các địa phương như Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Vĩnh Long, Hậu Giang, Tây Ninh, Đồng Tháp, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu đi ngang, hiện đạt mức giá 57.000 đồng 1 kg. Trong khi đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, Long An, An Giang, Cà mau bến tre ở mức 56.000 đồng 1 kg. Còn tỉnh Trà Vinh đang được thương lái thu mua với mức thấp hơn 55.000 đồng 1 kg. Như vậy, giá heo hơi hôm nay tại miền Nam dao động trong khoảng từ 54.000, 57.000 đồng 1 kg.